Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và Mia Thanh EZ đây. Thì nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Ở đây thì nó đang bán giá 49.000 là 300k food cũng như là 10 cái op của con Favors. Cái con Favors thì mình đang làm cái nhiệm vụ của bang hội. Nhiệm vụ của bang hội sẽ ra được cái cục op của con Favors này. Và chúng ta sẽ lấy các cái hòm ở trong cái phần sự kiện thì cũng sẽ được cái cục op của con Favors. Rồi thì chúng ta sẽ miễn lấy full điểm đấy. Hiện tại đang full điểm rồi. Và chúng ta sẽ lại vào trong tiếp tục cái hòn đảo này nha. Mình sẽ đi thẳng lên phía trên này. Ở đây có tận mấy cái hòm cơ, nhưng mình sẽ cần là lấy mấy con kia trước. Hay lấy cái cục off favor trước nhở. Mình đang cần lấy cái double metal trước này. Cứ từ từ đã. Chúng ta sẽ đi lấy hai cái double metal. Cái Ray à. Đây là một cái off của Ray. Và con Womb Dragon. Phía trên này sẽ có mảnh con gì rồi. Còn hai bước nữa sẽ tới mảnh của con này. Đây 550 cửa. Đắt phết nhờ. Ở đây thì mình sẽ có một cái hòm này. Đấy, một cái hòm Legendary. Chúng ta sẽ cần phải tiết kiệm thêm điểm thôi, không có cách nào khác cả. Thì tiếp theo chúng ta sẽ, hôm nay mình sẽ cho đi like giống rồng đi. Ở đây thì chúng ta sẽ cho đi like con gì đây. Mình sẽ like các con Heroic với nhau nha. Hôm qua mình like con Doflamingo và con Resolution rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ like giữa con gì đây. Con Châu và con X-Drake đi nhờ. Có vẻ ngon đấy, đúng không? Châu sẽ like với X-Drake nha. Đây. Mà một con 26 like một con cấp 28. Và chúng sẽ like giống luôn. Đẹp phết ta. Ôi 28 giây này. Sao con quái gì vậy ta. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ bỏ bớt đi một con Mojito mình không cần nữa này. Trong này ta sẽ có con gì đây. Một con rồng mới này anh em. Con C là con rồng mới này. Cấp C là một con rồng mới luôn. Con phía trên còn 6 tiếng nữa cơ. Và chúng ta sẽ bỏ thêm một con nữa. Con này. Con Archangel Dragon đi. 192k cơ. Con là con gì. Vãi trưởng, hai con like với nhau rồi tạo thành con Flame Dragon anh em ạ. Tiếp tục thử like lại xem cái nào. Hai Legendary like với nhau tạo ra một con Flame. 29 giây lại ra con Flame rồi. Vãi trưởng thật. Ok, chúng ta sẽ để đây một chút nha. Cái hòm của team của chúng ta đang đến đâu rồi. Cái Island Chest của chúng ta đang từ cấp 3 đến cấp 4. Có vẻ là khó đến cấp 5 quá nhờ. Khá là khó đấy. Rồi thì chúng ta sẽ đâu nhờ. Lâu lắm không chat với team rồi. 32 phút trước. Một số người không làm nhiệm vụ đúng không? Hello anh em cái. Hello anh em. Lâu rồi không nói chuyện với anh em trong bang hội. Ok. Tập trung. Từ từ nha. Tập trung làm nhiệm vụ nào. Xong rồi chưa? Đây. Mình sẽ chat luôn. Tập trung làm nhiệm vụ nào. Đấy, ok. Rồi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục. Con này xong rồi đúng không? Chúng ta sẽ bán ngay cái con này đi này. Con Flame à. Thật là đen đủi luôn. Sinh sản hai con đấy với nhau. Rồi chúng ta sẽ thử lại một lần nữa là để có ra Flame không. Đây rồi, 12:59 sẽ là con gì đây. Ô, ghê vậy. Nhìn trông khá là hoành tá tràng luôn đấy. Một con gai. Hai con nhiều đang đánh nhau chứ không phải sinh sản với nhau. X-Drake bị hấp diêm mà. Con kia nhìn trông gai lắm vãi trưởng à. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bút gôn lên này. Chắc chắn rồi. Bút đam có được không nhờ. Chắc là được. Và cái đồng hồ thời gian tăng tốc độ 95 tiếng nữa mới được cơ. Cái này 23 phút nữa sẽ được này. Mình sẽ lấy một viên game nữa nhờ. Vẫn chưa lấy viên game được nữa. Mình sẽ vào tiếp tục ở trong này. VS này. Arena nha. Quest thì mình đã hoàn thành được xong cái quest của con Genius Cup. Cái quái gì đấy? Tại sao lại Beginner Cup lại lên đây vậy? Đáng lẽ phải lấy đến nhiệm vụ của Asgard chứ nhở? Asgard Cup chứ nhở?
Chắc hơi nhầm rồi. Ok, chúng ta sẽ vào cái beginner này. Cái này là cái nhiệm vụ đầu tiên mà đúng không? Đúng rồi, nhiệm vụ đầu tiên sao nó để đây nhờ? Thế là quái thật, không hiểu lắm. Kệ thôi, vào chiến và đấu thôi. Không hiểu sao cái nhiệm vụ này nó lại cho lên đây, chắc là bị lỗi. Mình sẽ x2 tốc độ lên. Black hole, hố đen vũ trụ này, 9.003. Con rồng bóng tối, 1.400. Hypnosis cộng, nào. Một phát, thôi miên tiếp, 11.000. Đánh đi. Chiến luôn đấy, đánh luyện skill luôn. Đây, có một chiêu nước đây. Còn chim phượng hoàng này, Rudney thì cũng sẽ chết thôi. Victory rồi. Oh, 26 giây nữa sẽ làm xong cái này để mình có thể săn được cái Asgard Cup. Và đây, vào phần ánh sáng nhá, arena ánh sáng. Super Sonic Apocalypse. Châu thế. Châu thế anh bạn trẻ ơi, Demonic này. Origin và con Mirage. Oh man. Châu quá. Ơ đây rồi. Có những con khá là ngon. Gladiator, Crystal, Forest Lost. Nào, và mình sẽ chiến đấu thôi. Chúng ta sẽ tranh thủ và tăng công lên phát như thế này đây. Tiếp tục vào trong cái này, mình sẽ làm được cái nhiệm vụ begin luôn. Đấy. Đối đầu với mấy con này thì nó yếu mà. Chúng ta sẽ chọn những cái con nào mà chưa luyện ấy. Đấy, như con này ạ. High resolution. Cho đi học skill đó đi. High resolution thì cho đi học skill nữa. Này thì thiên thể va chạm. B cộng đấy. Đổi sang High resolution nha. Swap dòng. Nó sẽ có hai chiêu là Billy Blizzard và chiêu Fire. Con Jader là một trong những con rồng mà lâu đời nhất trong Dragon City đấy. Từ ngày xưa đã có rồi. Con này cũng rất là lâu rồi. Fire, lửa. Từ ngày mới tạo ra cái trò này, những cái đồ họa nó còn khá là xấu. Victory. Xong cái beginner. Thế quái nào mình được cả trứng con Anstek này vậy. Ok, bây giờ xong cái này. Đây. Mình sẽ chuyển sang cái Asgard Cup đây. Đấy, trận đầu tiên yêu cầu toàn bộ những con cấp 27 trở lên mới được chơi trong cái này. Ghê đấy. Chúng ta phải để dành sẵn thức ăn thôi. Để có thể là Chakra này. Mình gặp một số con rồng khá đẹp. Chakra các thứ đây. Nhiều phết. Giật điện này. Làm cái gì em? Nhìn chung một item cấp 13 và chưa luyện skill nên là rất là yếu. Con rồng Nobel đúng không? 4.100 này. Catawons. Một phát. Đây con rồng Chakra. Có những cái viên ngọc nhân tố, nguyên tố có như ở trong Naruto ấy. Nó là cái hệ gọi là hệ. Những cái hệ này là hệ ở ngoài vũ trụ đây mà. Chakra. Hệ rồng này. Cái hệ linh hồn nó. Shadow hay Show gì đó. Xong rồi đấy, mình xong cái nhiệm vụ ở cái này rồi. Và chúng ta sẽ vào được cái phần này. Đối đầu với những con Gladiator cấp 22. Không có gì nhiều. Nó là hệ gì nhỉ? Nó có chiến binh nhỉ? Nó khác chiến của mình đấy. Rồi thì sẽ đổi sang con này đi. Và chiêu USB của mình sẽ được cộng lên là 90% đam. Chết luôn, Severin. Chiến đi thôi. Sáng cũng khá khỏe đấy. Wow, 40k quá. Sao máu trâu thế? Rồi, chúng ta sẽ đổi sang rồng thôi. Kinh nhỏ. Cái con này là con Legend à? Con cây này như là Legend này, đúng không? Cầu vòng thì 7k4 thì nó không thể thấm được mình rồi. Chắc chắn là như vậy. Mình chỉ là cấp B cộng rồi. 24.000. Chết luôn. Không thể đỡ được. Victory rồi. Chúng ta sẽ được thêm 3 đồng tiền quái vật nữa là thành là 12 đồng. Mirror, Black Knight và Legacy. Ôi, may quá. Gặp những cái bọn như thế này thì quá yếu rồi. Đánh tốt thôi. 31.000 máu còn được búp công ấy. Chắc là mình sẽ lên được khoảng 7k1 gì đó nhờ. Heat Beam, 90% đam. Ánh sáng, 24.000. Khỏe. Bếm ngọc rồng, 10.000 máu. Tao chiến mày luôn đấy. Xem ai khỏe hơn ai. 27.000 luôn. Black Knight dạng 1 chưa tiến hóa. Phải cả trưởng thật. Này thì chưa tiến hóa này. 46k.
chết đi em, victory rồi. Thêm 3 đồng tiền nổi bật nữa là thành là 15 cái, 15/20. Prometheum, ánh sáng này, ánh sáng mình có dùng bóng tối có thể giết được nó đấy. Hoặc là lá. Lá thì mình có thể giết được con Prometheum này. Con rồng ui cấp 32 này mình quên không nhìn đằng sau này. Đằng sau nó khỏe lắm. Ui, Dracon và Dragem nó khỏe thế. Wow. Toàn bọn trâu bò thôi anh em ạ. Không thể làm gì được. Ok, chúng ta sẽ còn hai cái ô trống này đúng không? Thì mình sẽ cần sinh sản thêm. Và hôm nay thì mình sẽ có thể review cho anh em xem được cái con rồng này. Đẹp thế. Hunt Draco, đẹp vãi chưởng rồi đấy. Ok. Con rồng thần đèn thì chiều mới có thể là review được. Con Hunt Draco đẹp quá. Rất là chất luôn. Chúng ta sẽ còn một số trận nữa ở trong cái phần đúng rồi, mình vào vũ trụ đã. Mình sẽ cần phải là lấy các cái khoáng sản trong này. Mình sẽ đi lấy khoáng sản đã nhá. Đây, tất cả các loại khoáng sản đã. Mình đã nâng cấp cái này lên cấp 5 hết rồi. Bây giờ đào rất là tốt, rất là ổn luôn. Và chúng ta có tận 12.000 cơ. Tiếp tục là đào xuống này. Và mình có thể nâng lên cấp 6 cho tất cả những cái này. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ cần phải làm. Đây, chúng ta cần phải là nâng cấp cái này lên đã nhỉ. Có nên nâng cấp nó không? Nâng cấp thì nó sẽ từ cấp 1 đến cấp 2. Và nó sẽ cộng thêm một con rồng nữa. 4 giờ 11.000 năm luôn. Bây giờ muốn cái này nâng cấp ấy, muốn nâng cấp lên cấp max ấy thì cấp 6 là cấp max đúng không? Đây này. À cấp 5 chứ. À, từ 5 đến 6 là cấp max này, 2 ngày mới nâng xong. Và cần 5.000 platinum. Gần như mình sắp nâng max cái vũ trụ rồi. Ensign sơ khai. Rồi chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với cái thế giới thật thôi. Tính sau vậy nhờ. Quá nhiều thứ để có thể là làm trong này. Mình sẽ còn một số cái nhiệm vụ. À đúng rồi, chúng ta còn phải đi đánh chiến đấu để lấy thêm 3 điểm nữa cho cái chat của team nữa. Đấy, có nhiệm vụ đấy này. Ok, chúng ta sẽ vào trong cái này nha. VS này, Lewitch. Chúng ta còn 2 trận này với thêm 3 trận nữa là tất cả 5 trận. Và mình sẽ cần là một team để đi luyện. Mất con chủ lực rồi. Thì chúng ta sẽ luyện Basil này. Basil House Skin này cũng được. À, nhưng mà trước hết thì mình cần cho cái con kia đi học skill đã. Đúng rồi. Vui nhưng mà không quên cái nhiệm vụ là training cho cái con Resolution của chúng ta. Đâu rồi? Đây, hai resolution của chúng ta. Nó học được chiêu gì rồi nhỉ? Thunder cộng rồi. Bây giờ nó sẽ học chiêu Fire cộng đi. Fire cộng sẽ cộng thêm khoảng 53% đam. Chỉ ở tầm khoảng 12 tiếng thôi. Fire cộng có đấy ngon mà. Rất rất ngon luôn đấy. Luyện cấp cao lên thì đánh rất là tốt. Chúng ta sẽ vào trong Liquid này. 2 trận nữa đúng không? Rồi, team như thế này đi, ok. Let's go nào. Tiến lên. Team này được búp thêm máu nữa và thêm đam nữa nên không cần phải lo lắng lắm. Chúng ta sẽ chiến đấu với bọn này. Hệ pua và kim loại. X2 lên cái. Chiến mày luôn. Tao chiến mày luôn, 20.000 máu. Xong luôn. Là gì đây? Ice Queen 12k. À đúng rồi, mình còn cần luyện mấy con kia chứ nhỉ. Tôi quên mất là phải luyện con này chứ. Nhầm. Không có chiêu gì khắc chế mình cả. Băng giá không thể khắc chế được bóng tối. Hơn 6.000 máu này. Astro Hit cộng Dwing 11.000 máu luôn. Ho. Đây rồi. Thần sấm à. Con Star này, thần sấm này. Chết luôn. Gặp ngay trong hải tặc ở một trong gì nhỉ, siêu tân tinh à. Một trong siêu tân tinh. VS trận tiếp theo của chúng ta sẽ đối đầu với con Hyrule. Ok, X2 lên cái. Nó khắc hệ mình kìa. Cẩn thận không lại đai nha. Không phải đơn giản đâu. Bọn nó đều là cấp 25 và con cấp 29. Khoảng 8.000 máu nữa.
nhưng mình vẫn có thanh niên chủ lực Doflamingo ở đây. Sao phải sợ nhờ? 11.000 chết luôn. Từ từ nhá, là phải đổi sang con này thôi. Toàn là hệ pua thôi. Pua đi đâu với pua đi. Nó quá ít máu, làm sao để chiến được mình. Chúng ta tận đến còn 35.000 máu nữa cơ. Swap này. Và chúng ta sẽ dùng Hypnosis cộng hệ pua. Thôi miên 13.000. Tyrannosaurus. Khủng long bạo chúa. Ôi, chết tôi rồi. Khỏe quá. Đây, hai con này sẽ chiến đấu với nhau. Tinh tinh đối đầu với khủng long. Vào đây. 19.000 á. Chuyến đi. Ở chưa thì hơi yếu, không biết có được không. 17k máu, xong luôn. Và chúng ta sẽ được thêm 4 game nữa, là 51 game rồi. Mình sẽ còn khoảng 90 game nữa thì có thể mở khu đất mới. Khá là lâu rồi, chăm chỉ cày thôi. Bây giờ sẽ không tiêu đồng nào nữa và để dành toàn bộ tiền để mua đất mới. Lần trước thì mình hoàn thành xong một cái nhiệm vụ là mình sẽ nâng cấp lên 5 ô nuôi trồng rồi. Đã xong. Chúng ta còn mua khu đất mới này. Xây nâng cấp hai cái khu nhà để tăng tốc độ sinh sản lên này. Tốc độ breeding lên này. Ái chà, hơi mệt. Cấp 30, ủa ôi. Đối thủ rồi đây. Đấy, không cẩn thận lại chết nhá. Rồi ok. May quá con Doflamingo mình khá khỏe trong này. Không thì cũng vỡ mồm luôn. Dear Thunder 9.000 mấy trăm này. May còn lại yếu quá. Chết luôn. Rồi mình sẽ đổi sang con rồng kia thôi. Chúng ta còn tận đến hai con rồng cơ. Một con cấp 30 à. Để phòng trường hợp chúng ta sẽ chết. Không thể chết được chứ. Trừ khi mình chọn team quá yếu thôi. Bóng tối à. Bóng tối đây. Back hole. Giết được con này à, sao mà về. Đánh đi. Sấm sét này. Back hole. Này này thì đỡ đòn đi này. Xong luôn. Một chiến thắng nhẹ nhàng. Conquest các thứ đây. Đấy, sẽ còn một trận nữa trong này để có thể chiến đấu với nó. Ok, nó bóng tối à. Bóng tối thì chúng ta sẽ giảm. Ôi, máu nó trâu lắm ấy, chưa chắc nó giết được đâu. Nó rơi vào khoảng 33.000 máu cấp 30. Chết luôn. Vãi cái trưởng thật. Khỏe vừa ấy. Khỏe quá mức ấy. 40.000 máu. À, được cộng thêm đam mà. Đúng rồi, mình nhớ cộng thêm đam. Bizas gần chết mình đấy. Basil Hawkins sẽ được ra và sử dụng Astro Hit. Này, đánh gì này. Lại còn không chết. Fire Tending Dragon đúng không? Astro Hit. Mày nhớ. Chết đi em. Còn một phát thôi. Wow. Chiêu gì nó sẽ giết được nó. Mình được A trừ rồi. Basil Hawkins lên được A trừ ở đây. Sắp được A cộng. A xong rồi A cộng. Đó, và chúng ta sẽ còn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 trận. Mình còn một trận nữa cơ mà. Các bạn có đủ chắc khỏe. Chúng ta còn một trận nữa nên mình sẽ đánh nốt trận kia nhá, từ từ. Nào, quay trở lại với cái này đánh nốt trận nữa. Để làm nhiệm vụ cho team luôn mà. Chắc chắn là phải đánh rồi. Không biết sẽ được bao nhiêu mảnh của con Favors đây. X2 lên. Chuyến này luôn đấy. Nào, 26 à, hơi mệt. Nó sẽ còn tầm khoảng 9k. Con kia lát hit là được ấy. Dù không có chiêu khắc hệ nhưng mà đánh thế này cũng được. Hypnosis cộng. Nào, chuyện thôi. Thôi liền, 13k máu. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Sky King 6.300. Windpool. Nào. Lốc xoáy 21.000. Chết luôn. Element Dragon 1.3 luôn. 1.3 luôn. Đỡ đi em, 26k máu đấy. Sao mà đỡ được. Giờ mình sẽ xem cái hòm của team mà đến mức nào rồi đây. Mình đánh vừa đánh được khoảng 5 trận. Chúng ta vừa đánh được khoảng 5 trận. Và từ level 3 đang cuống lên level 4. Anh em có ai chat không? Không thì ai chat luôn đấy. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.